Thường thường á, là mình hay sống với cái quan niệm, có thể là cái quan niệm đó là cái quan niệm của bản thân mình hay là cái quan niệm lấy từ ở đâu đó. Thí dụ như Đức Phật dạy là một chuyện, nhưng mà mình quan niệm theo Đức Phật dạy là một chuyện khác, hai chuyện nó khác nhau. Vì khi Đức Phật dạy á là Ngài chỉ thẳng để cho mình thấy ra vấn đề, thì cái thấy ra vấn đề đó là cái chính, chứ không phải hình thành quan niệm. Nếu mình hình thành quan niệm rồi mình làm theo quan niệm đó thì nó lại sai. Đó. Thí dụ như Đức Phật Ngài nói vô thường thì mình phải thấy vô thường thì mới đúng. Còn nếu mình quan niệm vô thường á, rồi bây giờ mình cái gì mình cũng kết luận là vô thường cả cả thì nó là thành sai. Đó. Thành ra khi mình kết luận á là đã hình thành một cái quan niệm. Nên không có cái gì mình kết luận được cả. Có thể cái điều đó nó chỉ đúng hôm nay hay là đúng bây giờ, nhưng mà một lát nữa nó sẽ nó sai. Cho nên không có kết luận, chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi. Cái nguyên lý đó thì nó không phải là do kết luận, mà nguyên lý là do thấy ra. Thấy ra cái nguyên lý là khác, mà mình kết luận thành ra một cái nguyên tắc nào đó thì nó lại là sai. Đó. Cái này nó rất là tê nhị, cho nên mình phải 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 để ý cái chuyện đó. Cho nhiều người á, là sống theo quan niệm. Ví dụ như bây giờ mình tự nhiên mình không theo ai hết, không theo đạo nào hết trơn á, thì mình có thể là ăn thì mình uống nước mình thấy nóng hay là lạnh, ăn mình thấy mặn hay là ngọt, là chuyện tự nhiên. Nhưng khi ta mình theo đạo Chúa ngay rồi đó, là mình cứ nói là mặn ngọt này là do Chúa sửa tạo ra đó. Còn mình theo đạo Phật thì mình nói là mình ăn mà còn thích mặn ngọt như vậy là tội đó. Tức là mình sống theo quan niệm chứ không phải sống theo cái thực đang là. Cái đó là cái điều đó hết sức là quan trọng đó. Đức Phật đó, là Ngài chỉ cho mình thấy được cái thực để mình sống với cái thực đó, chứ không phải là mình kết luận để mình sống theo cái quan niệm mà mình đã tạo ra. 62 tà kiến mà Đức Phật Ngài Ngài nêu ra trong cái Trường Bộ Kinh thì nhiều người cứ nhầm tưởng rằng là tất cả những điều đó đều là sai. Nhưng mà thầy thì thầy mới thấy ngược lại, tất cả 62 tà kiến đều đúng, chứ không có cái nào sai cả. Không có một tà kiến nào sai hết. Nhưng mà sai ở cái chỗ đó là họ kết luận là như vậy, cho nên mới sai. Ví dụ như vẫn có cái thường, vẫn có cái đoạn, vẫn có cái hữu hạn, vẫn có cái vô hạn. Đó. Ta có hết. Nhưng mà kết luận là chỉ có hữu hạn là thành ra là tà kiến. Kết luận chỉ có thường là thành tà kiến, mà kết luận đoạn cũng là tà kiến. Nhưng mà trong bất kỳ một sự việc nào đó cũng đều có thường có đoạn trong đó cả. Ví dụ như cái ổi nó thường, nếu nó không thường á thì nó bữa nay cái ổi ngày mai thành cây cam, mai thành cây cam ngày mai mốt thành cây bưởi. Như vậy thì nếu mà vô thường mà mình hiểu theo cái nghĩa là cứ cứ biến đổi hoài á thì nó sai, bởi vì cái ổi thì nó cái ổi thôi. Như vậy thì trong cái ổi vẫn có thường, nhưng cái ổi là khi nó mới đâm chồi, nó bây giờ nó lên cái cây to rồi ra trái thì nó hoàn toàn khác, mỗi lúc mỗi khác, mỗi khoảnh khắc mỗi khác, cho nên nó là vô thường. Nên bây giờ mình nói là trong cái thường cái đoạn nó đều có cả. Đó. Ví dụ như là cái hạt ổi nó phải đoạn thì nó mới lên mầm, cái mầm nó phải đoạn thì nó mới là lên cây đấy, chẳng hạn đấy. Tức là trong nó vẫn có đoạn nhưng mà vẫn có thường. Nhưng bây giờ nói là cái ổi là thường thì tà kiến, cái ổi là đoạn là tà kiến, chứ không phải là thường với đoạn là không có. Người ta nhầm lẫn cái chỗ đó rất là lớn, và họ thành ra kết luận mất. Kết luận là chết rồi. Đó.
Kết luân tức là nó trở thành tà kiến. Mà tà kiến thì đương nhiên là nó xuất phát từ bản ngã rồi, từ cái vô minh ái dục của bản ngã rồi. Cho nên tức cười khi mà thầy nói là 62 tà kiến là tà kiến nào cũng đúng hết trơn thì là rất nhiều người cho rằng là thầy nói tầm bậy, nhưng mà thực ra là hoàn toàn đúng, chỉ có điều là họ kết luận một chiều cho nên nó trở thành là tà kiến đó. Cho nên mới có cái chuyện mà cái người bị bắt sờ voi đó, tức là họ sờ voi, họ sờ cái chân thì họ thấy giống cái cột là đúng, chân phải sai, nhưng mà họ kết luận cũng voi là cái cột là thành sai. Cái sai là sai ở cái chỗ mà thấy một chiều đó, chứ không phải là chứ còn cái chân như cái cột là hoàn toàn đúng, cái tai giống như cái quạt là hoàn toàn đúng. Tánh Tâm có hai câu hỏi, coi xin đọc câu hỏi thứ nhất ạ. Thưa thầy, xin thầy giảng dạy cho con về năm căn năm lực và cách tu tập năm căn năm lực như thế nào trong đời sống ạ. Năm căn năm lực đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì thực ra cái tín, tấn, niệm, định, tuệ là khi Đức Phật ngài nêu lên năm cái điều này là chủ yếu là ngài muốn nói đến cái sự quân bình của năm cái yếu tố đó. Năm yếu tố đó cũng là năm yếu tố giác ngộ, nhưng mà năm yếu tố giác ngộ này á, nó phải quân bình với nhau, cái nào mà dư cái là sai. Mà đa phần á, là khi người ta tu mà tu theo kiểu chọn lựa đó là nó bị dư, mà tự nhiên á, là nó ra đúng. Nó phải... Thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ thầy cầm cái nắp lên, thì thầy cầm lên một cách dễ dàng và nó tự động đúng hết trơn. Đó. Tự động đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu mà thầy tính toán, thầy nói chắc cái này nặng 1 ký, do đó mình phải dùng một lực 1 ký để mà lấy, để mà nó đưa lên, thì lúc đó thầy sẽ cầm cái lên trên này là bởi vì sao? Vì nó có đâu được 1 ký. Vì vậy khi mình tính toán nó dư ra là nó thật, mà tự nhiên là nó sẽ đúng. Đó. Ví dụ như thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát, thì có nhiều người á nghe nói về cái thần trọng chú tâm quan sát quá đi cái nó thật. Cho nên có một người vào hỏi thầy. Thế nào, làm thế nào mà mình hành thần trọng chú tâm quan sát được? Thầy nói qua mở cái cuộc máy dùng thầy đó. Thầy chỉ cuộc máy rồi nói qua mở cuộc máy dùng thầy ấy. Thì người nó cứ nghĩ rằng là mở cuộc máy cái đã rồi thầy trả lời sao. Nhưng mà khi người đó đi mở cuộc máy á, thầy mới nói rằng là khi mở cuộc máy á, có cần thần trọng không? Nó có. Cô cần chú tâm không? Nó có. Cô cần quan sát không? Có. Vậy thì chú tâm, thần trọng chú tâm quan sát là nó thể hiện một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà lại áp dụng rồi kết luận rằng là thần trọng chú tâm quan sát là thế này là thế kia, xong rồi mình đem ra mình áp dụng á, thì lại là giống như hồi nãy câu hồi nãy đó, tức là mình lại kết luận thành quan niệm, xong rồi là mình mới làm theo là thật. Nhưng mà các vị để ý lại đi, hầu hết những cái điều mà mình tu đó là đều kết luận mà tu cả, đều hình thành quan niệm mà tu cả, nó mới là chết đấy. Chứ rõ ràng Đức Phật là ngài chỉ gợi ý lên, ví dụ thầy nói thần trọng chú tâm quan sát, gợi ý để thấy rằng là trong mình có sẵn những yếu tố đó, cho nên mới gọi là nguyên lý.
Nguyên lý tức là cái có sẵn, chứ không phải là cái mà thầy đặt ra. Còn nếu thầy đặt ra là phải cũng mắt phải nhìn cho thật thẳng, chứ đừng có nhìn qua nhìn lại. Nhìn vào cái gì là phải nhìn đó là thần trọng. Thì lúc đó đó người nào cũng chầm hâm nhìn đó, thì lúc đó mới là thầy, đưa ra theo kiểu của thầy, thì đó thành phương pháp mất. Còn đây không có phương pháp, thần trọng chú tâm quan sát là mọi người đều sẵn có. Cho nên khi người đó hỏi thần trọng chú tâm quan sát là sao, thì thầy nói đi mở cuộc máy dùng. Thì khi hỏi ra đó, là khi mở cuộc máy đó là đều phải có thần trọng chú tâm quan sát mới mở được. Thần trọng làm sao mở được, không quan sát làm sao biết cái chỗ nào mà mở đó, không chú tâm làm sao mà làm được. Cho nên đó là ví dụ như Đức Phật ngài nói, phải lấy cái ví dụ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như tự là một cái người tự tu mà bưng cái bát nước đó, bưng tới cái pháp trường mà làm sao không độ đó. Thì lúc đó tự nhiên cái người đó không cần nói thần trọng chú tâm quan sát, không cần nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả, tự động người đó làm là nó đúng rồi. Vì vậy cho nên ấy, cái ngũ căn ngũ lực ấy, là nó sẽ tự ứng thì nó mới chính xác là quân bình. Còn nếu mình thích thiền định, cái bắt đầu mình tu thiền định nó thật nhiều, định nhiều thì sinh ra trì trệ hôn trầm đó. Mình là cố gắng để phát triển trí tuệ cho nhiều thì sinh ra nghi hoặc đó. Hoặc là mình chỉ có tin thôi thì sinh ra tham lam. Hoặc là mình cứ tinh tấn tức là cái này thiền mình nên làm, cái này thiền, cái này ác không nên làm, tức là mình cứ ngồi một cái tính toán thiền ác như vậy thì tâm mình trào cự đó. Còn cái chánh niệm là cái rất khó, bởi vì chánh niệm là toàn vẹn với cái thực tại đang là, cho nên hãy dư chút thì nó qua thành ra là cái qua bên cái vế là tên hay là tinh tấn mất, hoặc là nó qua bên cái vế là định hay là tuệ mất. Cho nên á, mà trong đó nhất là hai cái mà gần đó, tức là niệm là cái nó phải hoàn toàn tròn vẹn. Nếu mà nó lăng xăng một chút xíu á, thì nó trở thành ra là tinh tấn mất. Mà nếu mà nó định lại một cái quá đó, thì nó trở qua thành qua định mất. Cho nên niệm là cái mà luôn luôn là cái giữ cái quân bình, thì khi đó mới là tròn vẹn được. Cho nên năm cái yếu tố đó, mục đích Đức Phật đưa ra năm cái yếu tố đó, đó là cũng là năm yếu tố giác ngộ. Nhưng năm yếu tố giác ngộ đó là phải ứng ra một cách tự nhiên và quân bình. Với lại á, khi mình làm một việc gì mà mình sáng suốt định tịnh trong lành, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên á, sau này thầy thêm một cái là một cách tự nhiên, chẳng thôi là nhiều người cái làm quá đi, thì lúc đó là tâm thiện. Cái lúc mà mình làm với cái thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái sáng suốt hiện tượng đông là nó là lúc đó là mình là tâm, lúc đó là tâm thiện. Hay là tâm thanh tịnh trong sáng. Mà khi một cái tâm thiền khởi lên á, thì những cái tâm thiền mà tâm sợ thiền á là đều đi theo, nó tự động đi theo. Cho mình cũng có ngồi mà tính toán là niệm bao nhiêu đủ rồi, rồi định bao nhiêu đủ rồi, tuệ bao nhiêu đủ là chặt hết. Đó là tính toán theo lý trí là nó chặt hết. Và khi mình tính toán như vậy á, tức là lúc đó mình không phải là mình sống thực, mà lúc đó là mình đang kết luồng theo lý trí. Cái đó là cái điều mà cực kỳ quan trọng. Và nếu mình học Phật mà mình không nhận ra điều đó đó, là mình sẽ bị, không phải là mình lệ thuộc, mình nói là mình lệ thuộc vào kinh điển, thực ra là mình lệ thuộc vào quan niệm của chính mình. Đó. Cho nên là mỗi người đọc kinh thì vẫn có mỗi quan niệm khác nhau hết.
chứ đâu phải giống nhau đó. Vì cái trình độ của mỗi người ấy, nhận thức nó mỗi khác. Vì vậy cho nên là mỗi người hình thành cái quan niệm của mình. Mà chính vì vậy cho nên mới đặt ra thành phương pháp. Cái quan niệm của vị thiền sư này ấy, là hành thiền là như vậy, cho nên đặt ra phương pháp thiền này. Vị thiền sư kia đặt ra phương pháp thiền kia, mà họ không chịu nói cái nguyên lý. Mà Đức Phật ấy, là Ngài chỉ nói nguyên lý thôi. Bát chánh đạo hay là căn ngũ lực hay thất giác chi gì đều là nguyên lý hết. Nguyên lý là gì? Tức là Ngài chỉ cho cái sự thật nó đã có sẵn, bây giờ mình chỉ cần biết sử dụng nó ra thôi. Dạ, câu hỏi thứ hai của vị này là cho con hỏi hữu thức là gì, vô thức là gì và hữu thức hóa vô thức là như thế nào ạ? À? Xin cảm ơn thầy. Hữu thức là cái gì mà mình biết được á thì cái đó gọi là hữu thức. Mình thấy nghe người nếm chạm mình biết được á thì là hữu thức. Nhưng mà có cái vô thức. Vô thức tức là khi mình làm mà mình không biết. Ví dụ như khi mình đi nhưng mà tâm cứ nghĩ giận ai đó, cứ tức giận cái người nào đó, mình cứ đi đi cho mình đâu có biết mình đi. Thành ra cái đi đó nó trở thành trong vô thức đó. Thành ra hữu thức hóa vô thức á, trên cái nghĩa mà hiện thực á là thế này, tức là biết lại cái mà mình không biết. Ví dụ như bây giờ mình đang đi rồi cái bỗng nhiên cái nó vấp một cục đá, cái tự nhiên mình phải quay về lại, mình biết là mình đang đi, đang vấp cục đá, đang đau. Thay vì là trong khi đi đó mình cứ nghĩ tới cái người đó, tức giận cái người đó nào đó, hoặc là thương yêu cái người nào đó, quên mất cái là mình đang đi, không biết mình đang đi, không biết lúc đó cái cảm xúc, cảm giác của mình như thế nào, không biết là tâm mình lúc đó như thế nào, mà lúc đó mình chỉ bị gắn ở trên một cái đối tượng nào đó. À, thành ra đó mình quên mất cái thực tại đang đang là, tức là cái thân thọ tâm pháp đang là đó, quên mất. Thì cái đó là mình đang đang hoạt động trong vô thức. À. Còn cái ý thức về một cái bên kia đấy, cái mà mình mà ý thức đó, thì nó lại ảo. Tức là cái ý thức đó nó không phải là ý thức thực trên cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp đang là. Mà mình chỉ nghĩ về một cái người nào đó mình dần, tức là nó là ảo. Mình nghĩ về một cái gì đó mình thích, tức là ảo. Do đó đó, chính cái lúc đó chính là cái lúc mà vô thức. Thế bây giờ cái vô thức này đó, nó mới, bây giờ cái nghĩa vô thức thứ hai, cái vô thức này đó nó mới là chìm vào trong trong cái tiềm thức của mình, trong pha văn ga đó, trong tiềm thức đó. Và nó ở trong đó dưới dạng là vô thức đó. Dưới dạng vô thức cho nên á, có thể là khi mình ví dụ thầy có một cái ví dụ như thực là mình đóng cửa rồi mình đi ngủ, nhưng mà mình đóng cửa một cách vô thức, tại vì khi mình đóng cửa là mình đang nghĩ chuyện khác, cho nên mình đóng cửa mà đóng cửa một cách vô thức, cái mình nằm xuống mình ngủ, nằm xuống ngủ cái tự nhiên nhớ không biết mình đã đóng cửa chưa. Tức là cái việc làm vô thức đó, đó nó đã vào trong cái tiềm thức. À, và bây giờ khi mình nằm xuống thì cái tiềm thức đó nó lại trồi lên. À, nó trồi lên. Nó trồi lên cái thì bây giờ mình mới là trồi lên nữa là mình không biết mình đã đóng cửa chưa. Thì khi đó mình mới là thức dậy đi kiểm tra đàng hoàng cửa đóng lại rồi. Thì lúc đó là hoàn toàn là hữu thức. Tức là lúc đó chính là hữu thức hóa vô thức.
Thành ra hữu thức hóa vô thức nó có hai cách. Hữu thức hóa vô thức tức là trở về nhận thức lại cái đang là. Thay vì mình nghĩ về quá khứ, về tương lai hay về cái gì bên ngoài, thì mình trở về tròn vẹn với cái đang là. Đó là hữu thức hóa vô thức. Cái hữu thức hóa vô thức thứ hai đó là khi khi cái vô thức đó nó đã chìm vào trong trong pha văn ga, thì bây giờ tự nhiên nó là nó trồi lên, mình mới nằm ngủ xuống rồi là nó trồi lên. Nó trồi lên cái lúc đó mình biết được rồi, mình thực hiện lại được, tức là mình đã hữu thức hóa vô thức, cái vô thức đó, tức là mình giải quyết được cái vô thức nằm trong trong tiềm thức đó, gọi là hữu thức hóa vô thức. Cái hữu thức hóa vô thức á, thực ra là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái cách cao nhất của hữu thức hóa vô thức. Cái từ này là cái từ của bên phân tâm học. Cái hữu thức hóa vô thức trong phân tâm học là thế này, nó khác một chút, khác mình chút xíu, nhưng mà đều nó cũng vẫn là nó cũng giống nhau. Tức là người đó, một cái người nào đó bị bệnh đó. Thì bây giờ tới cái về cái người mà chuyên gia về về phân tâm học á, phân tâm học trị liệu á, thì tới thì ông ta không biết cái người này sao, làm sao biết được người này sao. Người ta mới, ông ta mới hỏi, ông ta hỏi một số vấn đề, và nhất là một số vấn đề về về chiêm bao. Thí dụ như người đó chiêm bao gì, bởi vì khi mình chiêm bao đó thì hầu hết những cái giấc chiêm bao đó là nó trồi dậy từ cái mà vô thức đó. nó trồi dậy, nhưng mà nó khi mà nó nổi dậy lên đó, đó nó không phải là nổi dậy nguyên hình, mà nó nổi dậy dưới hình thức là một cái gọi là hư cấu, tức là một cái cách hư cấu. Thí dụ như mình sợ hãi, thì lẽ ra là mình lúc đó là cái sự sợ hãi đó nó phát hiện ra. Ví dụ như trong giấc ngủ tự nhiên một cái sợ hãi nào đó nó khởi lên trong lúc mình đang ngủ. Thì trong giấc mơ mình thấy rắn là tại vì mình thường thường sợ rắn, hoặc là nếu như người đó sợ nước thì tự nhiên mình thấy nước, tức là cái mà nước hay là rắn á, cái đó là hư cấu, còn cái thực á, là sợ. Cho nên á, lúc đó là cái nhà mà phân tâm học á, người ta mới qua cái giấc chiêm bao đó, người ta mới lần mò vào cái vô thức của người đó để thấy rằng là cái người này làm như thế này là do cái vô thức là như vậy, như kia cái nào. Rồi người đó mới hỏi qua hỏi lại một hồi đó thì mới xác định được rằng đúng rồi, cái này là bởi vì do cái nguyên nhân như vậy đó. Khi mà thấy ra được điều đó rồi mới giải tỏa cái vô thức đó cho họ, và họ thoát ra khỏi cái ám ảnh của cái vô thức đó. Thì cái đó trong trong phân tâm học đó, người ta gọi là hữu thức hóa vô thức, theo nghĩa là cái phân tâm học trị liệu. Rồi xong. Dạ, Liên Phan có câu hỏi là thầy thường dạy chúng con là thấy và thấy ra, có một cách hiểu khác là hiểu và hiểu ra, thì việc này như thế nào là đúng mà không chỉ ở trên giáo lý của Phật ạ? Thì trong trong cái đời sống hàng ngày mình chỉ thần trọng chú tâm quan sát, thì mình sẽ thấy ra thôi. Tức là nói một cái ngôn ngữ khác là mình cứ trải nghiệm, tức là gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm và biết, đó chính là trải nghiệm. Thì cái trải nghiệm này đó nó mới có tri kiến. Còn cái mà mình học từ sách vở đó này kia thì cái đó mới là kiến thức, chứ chưa phải là tri kiến. Tri kiến tức là có trải nghiệm thực, trải nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thực. Mà khi mình trải nghiệm như vậy á,
đọc đọc lại câu hỏi. Hiểu và rồi rồi. Thì khi mình trải nghiệm như vậy á, và mình thấy ra được từ cái trải nghiệm đó, thì cái đó là cái thấy ra thực. Thấy ra cái thực đó, là cái đó là cái giác ngộ đó, tức là thấy ra thực, thấy ra cái thực là giác ngộ. Thì thầy đổi từ đi, bởi vì dùng từ giác ngộ nhiều khi người ta đã hình thành một cái quan niệm về giác ngộ là một cái gì đó quá ghê gớm rồi, cho nên thầy mới đổi lại cho nó dễ dàng cho mọi người có thể dễ hiểu, là thấy ra sự thật. Thế thôi thì á, chính cái trải nghiệm chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày đó giúp mình thấy ra sự thật, mà luôn luôn là khám phá cái mới. Còn mình cứ theo một cái lý thuyết nào đó là mình cứ làm hoài, hoặc theo một phương pháp nào đó có làm hoài, thì cái đó nó không phải là khám phá sự thật. Mà sự thật á, là nó phải là tự nhiên, chứ sự thật không phải là cái mình đặt ra để mà thấy, mà sự thật là phải là cái tự nhiên, nó từ đến từ đi. Thì cái đó là thấy ra. Còn cái hiểu á, thực ra cái hiểu là mang tính lý trí, nó không phải là thực nghiệm. Cái hiểu là lý trí, mình đọc một cái câu kinh cái mình hiểu. Nhưng mà hiểu là hoàn toàn là dựa trên kiến thức này để dạy, để mà hiểu kiến thức kia. Chứ không phải là, thực ra là cũng không, chưa phải là thấy thực. Cho nên cái thấy ra mới là chính, cái thấy ra mới là giác ngộ. Chứ còn hiểu thì chưa phải, hiểu đó nó vẫn chỉ là lý trí thôi. Cho nên á, thường thường á, là người ta cũng vẫn dùng chữ hiểu, nhưng mà nếu có phải thêm một từ nữa, đó là thấu hiểu, thì nó đúng hơn chút. Thấu hiểu là đúng hơn chút, tức là hiểu tới nơi tới chốn. À, tức là không phải chỉ có trên cái lý trí, mà là có thấy thực. Thì cái đó người ta gọi là ngộ lý. Ngộ lý tức là thấy ra cái thực, tức là từ cái kiến thức là hoàn toàn là chưa phải thực, là hoàn toàn vay mượn, bây giờ chợt thấy ra cái điều đó. Thí dụ như có nhiều người nghe thầy giảng, rồi một hôm tự nhiên đang đi trên đường, thì những thấy mọi cái tâm hoàn toàn vắng lặng, và thấy tất cả các pháp đều nó thanh tịnh một cách lạ lùng. Thì người đó mới nói, à, thế ra là thầy nói cái đó, bây giờ thầy con mới thấy. Đó, thì lúc đó gọi là thấy lý. Rồi từ cái thấy lý đó, nó có thể thấy lý một cái là nó mất luôn. Đó, nó mất luôn, chứ không phải là nó cứ có hoài. Tại vì ấy, nó vẫn là trở về, nó thấy ra cái lý một cái, xong rồi nó trở về lại cái đời sống bình thường, là thầy cũng vẫn làm, cũng vẫn thấy tất cả những cái khái niệm trong đời sống. Đó. Thì á, cái đó đó là thấy ra, cái đó gọi là thấy ra, chứ cái đó không phải là hiểu. Bây giờ, trước đây nghe thầy giảng thì vẫn hiểu, nhưng mà chưa thấy ra. Nhưng mà khi mà đụng vào sự thật rồi á, mới thấy ra. Nhưng bây giờ này, từ cái chỗ thấy ra đó đó, bây giờ sống với cái thực đó. Sống với cái thực đó là lúc đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn trước đây là chánh niệm tỉnh giác theo kiến thức, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác thực. Bây giờ khi thấy cái thực đó rồi đó, mới lúc đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác, biết chánh niệm tỉnh giác là gì nữa. À, thì cái đó không phải là hiểu nữa, mà lúc đó là thông suốt. Hay là rõ biết, dùng những cái từ nó dễ hiểu hơn. Thấy ra, rõ biết, hay là nhận, trực nhận, hay là nhận chân được sự thật. Đó là những cái từ mà mình nó rất là tế nhị. Đa phần á, là cứ bị cái bị ví dụ như kinh kinh điển rồi của Pali, ví dụ Pali chữ Hán gì đó,
dịch ra tiếng Việt cái bây giờ mình lệ thuộc vào cái chữ tiếng Việt đó, bây giờ người này nói người kia nói theo cái đó hoài mà không tìm ra một cái ngôn ngữ mới cho nó chính xác hơn. Xin đọc câu hỏi tiếp theo của Hạnh Trần. Dạ thưa thầy, khi con đang ngồi thiền buông thư, ghi nhận những trải nghiệm của thân thọ tâm, thì bỗng nhiên con cảm nhận có một lúc mọi thứ nó im bặt, giống như dừng lại không có gì cả. Một lúc sau thì trở lại ghi nhận bình thường. Trải nghiệm này thi thoảng mới xảy ra, chứ không phải thời thiền nào cũng gặp. Thưa thầy, đó có phải là ảo giác hay không? Hay là trạng thái vắng lặng mà thầy thường nói à? Cái đó nữa có thể là cái mà điều thầy nói, mà cũng có thể là ảo giác, tùy theo vào lúc đó. Bởi vì cái tượng của mình nó rất là vi tế, cái tượng của mình rất vi tế. Ví dụ như thế này, mình đi vô cái trại phong cùi, cái tự nhiên mình thấy ngứa. Mình thấy ngứa là thật ra là cái tượng nó rất là thực. Do đó đó, thiền định mà sắc giới vô sắc giới đó, hoàn toàn là dùng tượng. Nó khác với cái định tuệ mà cuộc đạo Phật á, là định tròn vẹn với cái thực để thấy rõ cái thực đó, và nó mới là định đúng Phật giáo này. Còn cái định của sắc giới vô sắc giới ấy, hay là cái định của ngoài đạo đó, là định nó hoàn toàn là do tượng mà ra đó. Tượng ra cái sắc, rồi lấy cái sắc đó làm đối tượng đó. Thì tức là biến cái thực thành ra cái tượng đó nè. Từ cái tượng tức là trở thành cái tượng đó, thì lấy cái sắc tượng đó để mà làm đối tượng, thì lúc đó là gọi là thiền sắc giới. Còn lấy những cái đối tượng mà không, ví dụ như là không vô biên, thức vô biên gì đó để làm đối tượng, thì là cũng dùng tượng. Cho nên á, Đức Phật á, ngài mới có trong cái kinh mà Tiểu Không Đại Không, Đức Phật ngài có nói là hồi xưa đó Như Lai cũng là trú tánh không, nhưng mà cái trú tánh không đó là nó khác với cái trú tánh không bây giờ. Hai cái tánh không nó khác với nhau là một bên đó là cái tâm rộng lặng trong sáng và hoàn toàn bình thản tự nhiên, đó là cái tánh không thực sự của đạo này. Còn cái tánh không kia đó là cái tánh không mà phải tượng ra là không vô biên, tượng ra là thức vô biên này chẳng hạn, là cái không đó là không do tượng sinh. Người ta vẫn trụ vào cái không đó được, nhưng mà cái không đó vẫn là cái không của tượng sinh. Vì vậy nếu như khi mình ngồi mà cái định tuệ đó là cái định tuệ mà đúng chánh định đó, chánh tuệ đó, thì lúc đó nó mới là thấy được thực tánh. Còn nếu như lúc đó nó định á, mà cái định mà nó rơi vào cái định sắc giới vô sắc giới á, thì lúc đó vẫn chỉ là tượng thôi. Tức là cái không đó, đó cái rộng lặng đó nó vẫn là cái rộng lặng của cái tượng thôi. Đó là lý do vì sao mà các cái vị mà phàm thiên mà người ta trú vào những cái không đó đó, thì khi mà Đức Phật thuyết pháp á, có vị là đi nghe thuyết pháp nó mới dụ các vị kia đi nghe Phật thuyết pháp. Thì ông nói đó còn gì nghe thuyết pháp, bây giờ ta đang hoàn toàn rộng lặng đây thế này mà đi thuyết pháp gì nữa, nghe thuyết pháp gì nữa. Tức là họ bị lầm đó, tức là bị rơi vào cái không, mà cái không nó là do ảo tượng, mà do tượng mà ra, chứ không phải là cái không thực của cái tánh, của cái tâm rộng lặng trong sáng. Nhưng cái này là phải tự mình khám phá ra thôi.
Câu hỏi của Nguyễn Linh là con có đọc trên một hỏi đáp thì thầy có nói rằng người xưa có nói một câu thà chấp có còn hơn chấp không. Con vẫn chưa hiểu ý này, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Đúng. Tức là ví dụ như khi mình có những người tu đó thì họ muốn là hoàn toàn yên tĩnh, vắng lặng, không có xúc chạm gì đời hết á. Cho nên họ cứ muốn giữ cái tĩnh lặng đó, muốn giữ cái tâm rộng rộng rang đó, rộng lặng đó. Ở đây thầy nói rộng lặng thôi chứ thầy chưa nói trong sáng. Rồi giữ cái rộng lặng đó thì cái đó là bị chấp không. Bên thiền tông người ta gọi là trầm không trệ tịnh. Cho nên người ta có nói cái câu mà cũng rất hay là bất trụ chân đế, bất xả tục đế. Tức là khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng và mình thấy ra được chân đế thì cũng không trụ vào chân đế đó mà cũng không bỏ cái tục đế. Bởi vì nếu mình cứ trụ vào cái chân đế đó không rồi ai nói gì, nói làm cái gì, làm rồi cái gì cũng phân biệt cái gì cả, là nó là sai. Cái chân đế đó là mình giác ngộ thôi chứ không trụ vào đó. Cho nên Đức Phật ngài nói là Như Lai thấy rõ niết bàn là niết bàn, tức là liệu tri niết bàn là niết bàn, hay là thắng tri niết bàn là niết bàn. Cho nên Như Lai không có hỷ dục trong, tức là không hỷ dục, tức là nói để còn theo thầy là không có hứng thú. Như Lai không có hứng thú gì trong niết bàn. Như Lai không xem niết bàn là ta của ta, thượng hạ của ta, tức là chỉ thấy thôi. Chỉ thấy thôi chứ không phải là nghe nói đắc niết bàn là bây giờ cứ ở niết bàn mà ôm niết bàn mà cứ ở đâu hoài đâu á. Niết bàn là chỉ thấy ra thôi. Đó. Nhưng mà rồi ngài vẫn đi giảng, ngài vẫn thấy vàng vẫn xúc chạm với người này tham sân si, người này đủ thứ chuyện trên đời. Hết 45 năm ngài vẫn đi vào tục đế, ngài vẫn đi vào cái không trụ chân đế. Không trụ chân đế. Vì cũng thấy là niết bàn là ta của ta, tự ngã của ta gì cả, chỉ giác ngộ thôi. Chỉ thấy ra thôi. Rồi á, tức là khi mà đã thấy ra niết bàn á, lúc đó người ta sẽ không bị chấp vào cái thế giới khái niệm chế định này nữa. Đó là tương đối là chỉ theo là giống như là cái chân lý của bên này dạy Pyrenees khác với chân lý của bên kia dạy Pyrenees. Tức là cái đó là cái chân lý gọi là tục đế đó. Tức là chân lý ở đời thôi, đời là do người ta quy định ra là nó như vậy thôi. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì lái xe bên phải, nhưng mà qua Thái Lan là phải lái xe bên trái vậy thôi. Đó là cái quy định của tục đế, nhưng mà không bỏ quy định đó được. Đó. Thành ra đó, chẳng thà là chấp vào cái những cái quy định của đời sống nhưng mà không chấp, tức là vẫn sống trong quy định của đời sống mà không chấp, còn hơn là chấp vào cái không. Chấp vào cái không 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 vậy thôi. Nhưng mà cái người mà thực sự giác ngộ thì người ta không bao giờ chấp vào cái không cả. Những người thực sự giác ngộ thì lúc đó người ta sẽ sống cái sống mà cái bất đồng của cái người giác ngộ là bất đồng khi xúc chạm việc đời. Đó. Chứ không phải là bất đồng là bởi vì ngồi trú một chỗ. Không phải lấy khẩu trang đeo vô.
chẳng thôi giờ gió rồi nó ho cho nó ấm lại. Dạ con xin đọc một câu hỏi tiếp theo của Phan Trung. À, thưa thầy, con nên nhìn nhận về vấn đề phong thủy như thế nào để ứng dụng trong đời sống một cách cân bằng ạ? Con xin cảm ơn thầy. Phong thủy nếu hiểu cho đúng, phong thủy là tổ chức hợp lý cái đời sống, bao gồm là cái chỗ ở hay là cái thời tiết là gì đó đại khái đấy, cái vị trí là cái gì đó thì cái nó hợp lý. Nếu mà mình làm hợp lý đó, hợp lý tức là nó hợp với cái sự vận hành của pháp đó, thì nó tốt. Còn nếu mà mình làm sai cái sự vận hành của pháp ấy, thì nó xấu vậy đó. Nhưng mà bởi vì ấy, cái phong thủy ấy, nó mới là có nhiều cái tầng bậc và có nhiều cái trường phái, mà vì vậy cho nên ấy, nó thí dụ như bây giờ giả sử như giờ cái nhà mình ấy, kêu một ông thầy phong thủy tới, cái ông nói cái cửa này phải mở ra rồi cái bếp này phải dời lại, cái ông đó ông đi cái có ông phụ thông thủy tới khác tới là ông phong thủy tới đó, ông kia là dựa trên sách khác, ông lại nói cái nhà bếp nó sai rồi, cái cửa này phải như thế này thế kia. À, thành ra đó, cái đó là phong thủy về hình, phong thủy đó là phong thủy về hình. Thì hình làm sao mà hợp lý là được? À, nó cũng phải tùy chỗ thôi, chứ không phải là chỗ nào cũng phải là hướng này hướng kia, không phải là như vậy, mà nó là nó phải tùy chỗ. Ví dụ như cái chỗ này á, cái hướng ví dụ như mình hướng tây, nhưng mà cái hướng tây nó lại gặp một cái luồng khí xấu gì đó thì mình là phải tránh đi thôi, chứ không thì cái luồng khí xấu đó nó sẽ vào ảnh hưởng mình chẳng hạn vậy. Cho nên cái này nó phải đòi hỏi cái trí tuệ của cái người làm ra hơn là mình nghe thầy phong thủy. Hồi đó ngài mình á là ngài 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 là tu hành thôi, nhưng ngài đâu biết phong thủy. Cái ngài làm cái này, ngài làm cái kia chỗ kia, thì có cái ông thầy phong thủy ông tới, cái ông ủa, ngài giỏi phong thủy thiệt á, ngài làm cái chỗ này là đúng là chính xác. Hồi đó thầy làm cái đồng Bồ Tát á, nguyên do là bởi vì hồi xưa nó có cái tượng Bồ Tát mà không có chỗ để, mà cứ để dưới cái gốc cây thôi, cái thầy mới thấy vậy, thầy mới là nói bây giờ có một cách là mình làm ra cái hang động để mình để cái tượng tượng để khỏi che mưa che nắng vậy thôi. Đó. Cái ông phong thủy nữa, ông tới ông nói trời ơi, ai làm cái này quá hay, cái chỗ này mà nếu ai không biết mà làm cái nhà ở là chết, chỗ này làm cái chỗ thơ là đúng. Thì cái đó là bây giờ này. Cái thứ hai là không phải là phong thủy là không phải lệ thuộc vào hình nữa, mà cái người trình độ cao hơn á thì là cái phong thủy về khí. Có người người ta không cần biết là cái hướng nào, người ta không cần biết gì cả, nhưng mà người ta biết xem được là cái khí ở đó như thế nào. Ví dụ như có người khi họ vào cái chùa này họ nói ủa sao con phiền não đó, mà con vô cái chùa này cái tự nhiên con thấy nó thanh tịnh, nó khỏe liền á. Thầy nghe mấy người nói vậy, cái thầy mới hỏi luôn cả mấy người nước ngoài, thì họ cũng nói vậy. Có mấy người nước ngoài họ tới họ tham quan, thầy cũng hỏi họ cũng nói vậy. Tức là do cái chỗ này cái khí nó là, nhưng mà cái khí đó thì nó lại là như thế này nữa. Bây giờ nói trở lại hình chút xíu cái đã.
cái hình á thì nó vẫn xoay chuyển, khi thì nó vườn về hướng tây, khi nó hướng vườn về hướng đông chẳng hạn. Bây giờ mình nói là mình hợp về hướng đông, cơ mình rê nhẹ nhàng hướng đông, nhưng bây giờ nó lại vườn vào cái thời chu kỳ đó, là cái chu kỳ nó vườn về hướng tây, coi như mình học đó. Cho nên về hình á cũng không nhất định, cũng nhất định đâu là đúng đâu là sai, mà nó cũng xoay chuyển, tức là nó đúng rồi á một thời gian sau nó sẽ sai. Khí cũng vậy, hồi xưa đó thì cái cũng một ông phong thủy, ông tới ông nói rằng cái chùa này khí chết, khí mất hết rồi đó. Một thời gian sau khi xây tháp xây đồ xong rồi, có một ông phong thủy khác tới là ông nói rằng là ông đi, ông là một cái người mà nghiên cứu về cái khí, ông đi rất nhiều cái nơi nổi tiếng trên Việt Nam, ông chưa thấy có cái chỗ nào mà cái khí nó vườn như ở đây. Thì bây giờ cái hồi xưa là không có khí, bây giờ là tự nhiên khí vườn đó. Như vậy khí nó cũng là phong thủy về khí đó, thì nó cũng vẫn là thay đổi, chứ không phải nhất thiết là nó sẽ có thể 60 năm sau thì cái khí vườn này nó sẽ mất. Rồi cái thứ ba là phong thủy cao nhất, đó là phong thủy về tâm, tức là cái tâm mình thôi. Tâm mình có thể chuyển hóa được cái hình và chuyển hóa được cả khí. Nếu như cái người đó ở nó một cái chỗ mà rất là xấu, về hình về khí gì cũng đều xấu hết, nhưng mà cái người đó là một cái người mà trí tuệ đạo đức tốt thì nó sẽ chuyển hóa lại hết, nó sẽ tự động trở thành tốt hết đó. Mà đây là một chuyện có thực. Sư Bụt Đức á, Sư Bụt Đức là trước đây cũng ở chùa này, sư đệ của thầy á, sư đi qua bên bên Mỹ á, thì khi sư mới qua đó thì chư tăng mới là giao cho sư một cái chùa. Nhưng mà cái chùa đó, đó là cái ông phong thủy ông tới ông nói, trời ơi thầy đừng có ở đấy, cái chùa này là không thể phát triển được, cái đất này đất chết rồi, không thể phát triển được. Nhưng mà sư á, là sư có một cái đức tính rất là hay. Hồi xưa là sư làm thị giả cho ngài Hộ Tông, là khó khăn gì là sư cũng lo hết đó, có cái đức tính nhẫn nại như vậy. Bây giờ chư tăng giao cho cái chùa đó, mặc dù khó khăn sư nói là khó khăn sư vẫn cứ ở đó. Bây giờ cái chùa đó là cái chùa mà lớn nhất Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam ở Mỹ, đó là cái chùa lớn nhất và đẹp nhất. Thì cái ông phong thủy đó ông trở lại ông nói, ủa sao cái chỗ này hồi trước tôi thấy nó chết rồi mà sao bây giờ nó lại cái chỗ này nó tốt như vậy. Rồi cái may nó đến là ở bên Mỹ người ta, cái chùa đó nó ở trên một cái mỏ dầu, ở dưới là có cái mỏ dầu, thì những người mà ở trên mỏ dầu đó đều được là trả tiền hết. Cho nên sư mới lấy cái tiền đó, sư mới xây được cái chùa đó rất là lớn. Đó, nên mình thấy là cái phước của sư. Đó, cho nên là cái tâm, cái phước của cái người đó, cái đức độ của cái người mà ở trên cái đất đó mới là quan trọng, chứ không phải là cái hình hay là cái khí. Rồi, câu khác. Trần Lê Quang có hỏi rằng, xin thầy giải thích chữ trọn vẹn với thực tại, việc này có giống với sự đồng nhất mà có tỉnh giác hay không ? Chữ trọn vẹn đơn giản là thế này thôi, tức là khi mình đang ở trong cái khoảnh khắc nào, tức là ở tại đâu lúc nào, thì tâm mình không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, hay là không bị bên ngoài chi phối, thì lúc đó mình trọn vẹn với cái đó.
Ví dụ như mình đang đi mà mình không nghĩ đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai, hay là không bị những cái chuyện gì bên ngoài chi phối, mình vẫn có nghe, có thấy, có đủ thứ hết, nhưng mình không bị chi phối, mình vẫn trọn vẹn với cái đang đi, thì đó chính là chánh niệm. Cái từ chánh niệm á, định nghĩa hay nhất là trọn vẹn với thực tại. Nhưng mà bởi vì á, khi có nhiều người là nói chỉ nghe một cái chữ trọn vẹn không thôi, cho nên nói chẳng lẽ mình đang sân là mình cứ cứ sân thôi sao? Tức là họ không hiểu trọn vẹn, nhưng mà nó phải là thành tròn vẹn là mới chánh niệm thôi, nhưng phải có tỉnh giác nữa. Tức là phải còn sáng suốt, sáng suốt trực nhận cái sự thật đó nữa. Tức là vừa vừa tròn vẹn với cái đi mà vừa sáng suốt biết rõ mọi cái diễn biến của cái đi đó như thế nào. Đó. Thì khi đó nó mới là trên video chung là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn á, tức là không buông lung, có nghĩa là trở về với thực tại. À, cho nên thầy định nghĩa tinh tấn là trở về với thực tại, chứ không phải tinh tấn là nỗ lực để đạt tới một cái khác, mà tinh tấn chính là trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại và rõ biết thực tại, hay là trong sáng với thực tại đó, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái từ trọn vẹn này á, nó rất hay, nhưng mà nó không phải đứng một mình, nó phải đi chung với về hai cái kia, tức là trở về trọn vẹn tỉnh thức hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đi, trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái ngồi, trọn vẹn tỉnh thức với cái ăn, với cái tất cả mọi thứ, thì cái đó là cái đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà bây giờ người ta vì quan niệm chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trở lại cái từ quan niệm hồi nãy này, kết luận với quan niệm này, kết luận theo một cái gì đó, cho rằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là như thế này, là như thế kia, rồi mới là sử dụng nỗ lực, mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được một kết quả gì đó, tức là hoàn toàn rơi vào thập nhị cái duyên sinh. Hay là rơi vào tập đế khổ đế. Đó. Mà người ta không biết. Người ta cứ tưởng rằng là mình đang tu hành rất là đúng. Nhưng thực ra đó là ý đồ của bạn ngã muốn trở thành. Còn đạo Phật là không có trở thành cái gì cả. Chỉ có soi tròn vẹn, soi sáng cái thực tại đang là thôi. Nếu khi cái đồ tròn vẹn, cái đồ trở về tròn vẹn, soi sáng cái thực tại đang là 100%, tức là không còn luân hồi sinh tử nữa, mà đó là niết bàn. Ngay đi đó là niết bàn, ngay ăn đó là niết bàn, thậm chí ngay cái đi cầu đó là niết bàn. Nếu như hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức 100% ở đây đó. Nhưng con người của mình á, tại sao mà thầy dùng từ tròn vẹn, là bởi vì cái đồ tròn vẹn của mình á, nó lệ thuộc vào sự dính mắc ở bên ngoài. Thí dụ như bây giờ thầy đang ngồi giảng như thế này thì thầy hoàn toàn trọn vẹn với việc ngồi giảng. Nhưng mà vừa ngồi giảng như thế này, vừa sợ là COVID gì đó hay là vừa là suy nghĩ đến một cái chuyện gì đó, thì cái đồ trọn vẹn đó nó sẽ bị chi phối bởi cái mà đối tượng mà mình dính mắc. Cho nên thầy mới có định nghĩa thế này: đồ tròn vẹn tỷ lệ nghịch với đồ dính mắc một điều gì đó ở bên ngoài, tức là bên ngoài cái thực tại á. Bên ngoài thực tại là gì? Là quá khứ này, là tương lai này, và bên ngoài cái thực tại đó, thực tại thân thọ tâm pháp đó. Thì á, cái đồ tròn vẹn với thực tài nó càng nhiều á, thì cái đồ dính mắc vào quá khứ, tương lai và bên ngoài càng ít. Cho nên nó là tỷ lệ nghịch với nhau. Một người mà bị dính mắc bởi trường này trường kia,
thì rất khó cái trọn vẹn với thực tại. Nhưng có điều là thế này, cái độ dính mắc mang tính tâm lý chứ không phải là mang tính vật lý. Thầy ví dụ như thế này, hồi xưa đó khi thầy mới về đây đó, thì thầy mới chọn một cái góc nhỏ nhỏ để ở. Sau đó nó vì có thầy có các huynh đệ này kia ở chỗ này chỗ kia về thăm, cho nên thầy phải xây thêm một cái góc bên cạnh để cho có chỗ ở cho các vị sư khách. Thì chỉ làm cái chuyện đó không á là thầy bị bệnh đường ruột, tức là lo lắng buồn phiền sinh ra bệnh đường ruột. Nhưng ngược lại sau này á là thầy làm tháp, thầy làm tất cả những công trình ở đây á mà vẫn như không, làm thì ra làm thì hết lòng, nhưng mà không, hoàn toàn không bị lệ thuộc gì cả. Nhiều khi thầy đi nước ngoài, thầy thử nghĩ rằng giả sử như mình chết ở đây thì có luyến tiếc gì không? Thầy không có chút nào luyến tiếc gì cả. Không có dính mắc gì cả. Tức là cái độ dính mắc á, không phải là bởi vì có hay không có, mà là không dính mắc vào cái có hay không có đó. Thì cái độ dính mắc đó, đó càng nhiều á thì cái độ tròn về càng ít, đó là nguyên lý. Thành ra làm nói như lão tự nói đó, là vô vi như vô bất vi, tức là làm hết mọi chuyện nhưng mà tâm vẫn vô vi. Trong cái vô vi đó, đó là nó có cái là có cái phần là không dính mắc. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói là thấy thân thấy thọ thấy tâm pháp nhưng mà không dính mắc, không tham ưu, không dính mắc bất kỳ điều gì ở đời, chỉ thấy thôi, chỉ thấy thân như vậy, chỉ thấy thọ như vậy, tâm như vậy, pháp như vậy, và vẫn làm tất cả mọi chuyện nhưng không dính mắc là được. Thì lúc đó độ tròn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại nó sẽ là cao hơn. Rồi hết giờ, chào mọi người. Mọi người ăn bánh rồi ra rồi về đây rồi. Lấy ra rồi cũng ăn rồi.